Người mẹ này đã vượt cạn và trải qua một sự lựa chọn khó khăn, luôn mong muốn mình ra đi để con được sống. Tuy nhiên, đứa trẻ trong bụng đã mắc bệnh tim bẩm sinh nên các bác sĩ đã làm điều ngược lại để tốt cho mẹ và kể cả con. Hôm qua, Phong Bùi đã nhờ một nhóm mai táng từ thiện Nhật Tâm hỗ trợ đưa bé về quê nhà yên nghỉ. Nay, mẹ bé được xuất viện. Giờ đây, mọi thứ khó khăn đã vượt qua, khép lại đau thương để bước tiếp trong cuộc sống. Các anh, các chị, mạnh thường quân, các con, các chú để ủng hộ và chơi cho con về quê an toàn. Dạ. Em không biết nói gì hơn, đây là cảm ơn rất là nhiều, chân thành. Hồng chính thức là được xuất viện và Hồng trải qua một cái sự lựa chọn vô cùng khó khăn, đó là giữ lại con thì cái việc sinh nở của Hồng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, và nếu như thì muốn mà Hồng tiếp tục được khỏe mạnh sau cái đợt mà vượt cạn này á thì con phải chấp nhận cái việc ra đi, và bé nó cũng có một cái bệnh sẵn trong người rồi, bệnh tim, cho nên là bác sĩ đã đưa ra một cái quyết định, đó là cho bé ra đi một cách nhẹ nhàng nhất. Ngày hôm qua khi mà chồng em á từ Sài Gòn đi về lại Khánh Hòa để cho bé yên nghỉ chung góc ở quê thì em còn nằm ở trong giường bệnh ở trong Sài Gòn á, thì cảm giác em như thế nào? Em cũng buồn, và nói chung là em cũng buồn, anh cũng học cùng về với đứa con khiến gì đó. Lần này thì chồng em sau khi an táng bé xong á thì đi vào gấp để chăm sóc em, và dẫn theo một cái bé gái nữa, bé trai nữa, đó là con em hả? Dạ. Vì sao lại dẫn theo bé đi theo vào trong này? Dẫn cho em bớt ở đỡ nhớ đứa con kia đó, em có tinh thần ổn định hơn chút nữa. Em là em gợi ý là chồng ơi dẫn con vào hay là chồng em chủ động? Em chủ động. Em nói là chồng dẫn con vào. Dẫn vào thì để em khỏi phải nhớ cái đứa bé vừa rồi. Bé tên là Nhiên. Đúng không? Sáng giờ thì hai mẹ con gặp nhau thấy sao? Thấy bé vào thì có đỡ tụi nhớ cái đứa bé vừa rồi không? Dạ, cũng đỡ đỡ. Anh thấy khác biệt so với trước khi mà em vượt cạn, đó là cái hôm mà em chưa sanh á thì em vô cùng suy sụp. Còn bây giờ thì anh lại thấy khác. Tại vì em cũng đỡ một lần rồi, không có suy sụp nữa. Đó, mình giữ cái sức khỏe lại, ổn định. Mong về với đứa con nữa, nó đang chờ mình ở nhà. Giờ như mình lại suy sụp nữa, là em nghĩ cục đó, ai coi không mình, ai chăm sóc nó. Đứa con còn đang chờ mình ở nhà. Vậy là em đang rất là nôn về lại Khánh Hòa. Dạ. Để thắp nhang cho con. Dạ. Em đã xem cái nơi yên nghỉ của bé chưa? Dạ chưa. Chưa. Ổn định xong xuôi rồi em về. Cái điều may mắn á, em so với các những cái sản phụ khác, đó là khi mà bé ra đời á, em được nhìn thấy bé trong cái hình hài trọn vẹn, đúng không? Dạ. Em có thể mô tả cho anh và mọi người được biết là lúc bé sinh ra nặng bao nhiêu ký và hình hài của bé như thế nào? Lúc đó là lấy bé ra, hình hài của bé đã chết rồi. Nói chung là em cũng bình tĩnh, đỡ cả đảm, đỡ em nhìn đứa con lần cuối nó ra đi. Khoảnh khắc anh nhìn được bé lần cuối á, lâu không? Dạ, không có lâu. Một chút và là người ta bác sĩ để ẩm đi nơi chỗ khác đỡ thay đồ cho em, là không có nhìn nữa. Em có xin bác sĩ là cho ở bên em thêm một chút nữa? Lúc đó là em mệt á, là bác sĩ không có cho chút nữa đó, em sợ cái gì chuyện xảy ra nữa. Đứa bé nghe nói là khi mà sinh ra thì rất là trắng. Dạ, nó trắng,
Nói chung là nó cũng cao ráo lắm. Và giờ, đến thời điểm bây giờ, em có cảm giác thấy mình đã sai cái điều gì khi mà lựa chọn cái việc cho bé ra đi không? Em như nó còn sống á, như mẹ như với ý định nó là như nó còn sống á thì em đỡ cho nó sống. Nói chung là nó đã quyết định em á, như giờ nó đỡ nó sống gì nó nằm ngay chỗ đó thì em thấy nó đau đớn hơn. Thì đó em cho nó ra đi thanh thản hơn lúc mà nó chưa có ra đời. Bé tên là Nhiên, thì anh nghĩ rằng là em muốn cho bé luôn luôn hồn nhiên và vô tư như một cái trang giấy trắng vậy. Tất nhiên thì cái đêm trước khi mà thực hiện cái việc can thiệp á, thì hai vợ chồng cũng đã cảm nhận được cái một cái góc nhìn đâu đó về cái linh cảm bé nó cũng quậy trong bụng em dữ lắm hả? Lúc mà chưa ấy thuốc á là nó yêu cảm nhận là nó còn quậy, còn đạp, nó còn gọt. Lúc mà mai mà tiêm thuốc rồi á là nó không còn cảm giác cử động nữa, nó im lặng luôn như mấy con trước. Khi đó em hoảng sợ, em bắt em cũng buồn là em cũng nói đến hơi gì đừng có khóc nữa, đỡ cho con nó ra thân thể, mình được có lưu luyến đỡ con nó không có ra thân thể, nó lưu luyến lại. Bây giờ dẫu sao thì số phận của bé nó như vậy rồi. Tất nhiên thì không ai mong muốn, kể cả bác sĩ và tất cả mọi người, không ai mong muốn là phải chấp nhận cái sự ra đi của một đứa trẻ vô tội như vậy. Nhưng mà anh nghĩ cuộc sống đôi khi cũng chọn những sự lựa chọn, sự mất mát một tí để tốt hơn ha. Và hôm qua thì anh cũng thông tin như thế này. Khi mà em đang nằm trong khu hồi sức thì chồng em với dì Năm cùng với một số người nữa đã tiễn bé. Anh thì tiễn bé được một đoạn ngắn và mọi người cùng tiễn bé trên một chiếc xe cấp cứu miễn phí của nhóm mai táng từ thiện Nhật Tâm hỗ trợ hết. Về đến nhà cũng đã được mai táng, bé cũng yên nghỉ tại quê nhà rồi ha. Họ tên đầy đủ của bé là gì? Phạm Hồi Nhiên. Bây giờ thì hai vợ chồng xuất viện, được bác sĩ cho về sớm. Và em về, cái đầu tiên khi mà em về tới nhà em sẽ làm điều gì? Đầu tiên em về là em nghỉ ngơi cho sức khỏe nó ổn, thành ổn định lại. Rồi xong rồi có gì em đem mẹ cho con, thắp nén cho con của em. Anh cũng hy vọng rằng là hai vợ chồng vượt qua cái cú sốc này để có thể làm việc trở lại, ổn định lại cuộc sống để chăm lo những cái đứa bé khác còn lại. Nghe đâu đó thì hai vợ chồng trước khi mà vào Sài Gòn cũng đang lâm vào một khoản nợ lớn. Thì đó là những khoản nợ như thế nào? Nợ là cái cuộc sống không đủ là đủ số tiền á. Mượn bao nhiêu? Bao nhiêu? 30 mấy triệu. Dạ. Lý do tại sao mình mượn tiền? Trang trải cuộc sống. Dạ. Ngày hôm qua anh có tâm sự với dì Năm. Dì Năm có nói là chắc có lẽ đợt này về em phải triệt sản. Dì Năm mong muốn điều đó, thì không biết là ý kiến em như thế nào. Mình hiện giờ là phải chăm sóc hai đứa ở nhà đúng không? Mà em, anh thật, thú thật là em mới có 20 mấy tuổi mà tới... Em không có triệt sản được đâu, tại vì lớp á. Em cũng tham khảo mấy người đi trước em rồi. Nói em gửi em sớm quá, triệt sản sớm quá là ảnh hưởng
im sau này. Vậy thì phải có kế hoạch để tránh cái tình trạng á, là thêm đứa nữa nó khổ lắm. Em trải qua cái đợt này á, là cái việc sinh nở nó rất khó khăn rồi. Sắp tới bác sĩ, anh có hỏi bác sĩ rồi. Sắp tới em sinh nở nữa cũng nguy hiểm tính mạng em nữa. Em thì phải có một cách kế hoạch cho bộ tương lai. Tuyệt sản là em cũng hỏi mấy người biết trước là như muốn tuyệt sản là phải lớn hơn chút. Mới tuyệt sản, còn em mới có 29 á, sau này nó ảnh hưởng tới mình nữa. Vậy thì nên tìm cách để kế hoạch tốt hơn, đừng có thêm đứa nữa khổ lắm, mình kinh tế nó khó khăn rồi nha. Dạ, tại vì đợt này em về là em có cách đó kế hoạch, còn tuyệt sản thì em chưa có tuyệt sản được, tại vì ảnh hưởng sức khỏe của em nó không có ổn định. Tại vì em cũng hỏi mấy người đi trước, nói là mấy người cô chú trước á thì mình có bên á, nói là như cô còn nhỏ quá, tài sản là nó ảnh hưởng. Đây là Thông, chồng của Hồng. Và ngày hôm qua khi mà cái tâm trạng của em á, ôm con mình trong cái thùng xốp và đưa lên xe cứu thương, anh thấy em rất là suy sụp. Lúc đó em suy nghĩ điều gì khi mà vào nhà xác nhìn lại đứa bé? Suy nghĩ muốn đưa con về nhiều quê an táng, họ trong đầu không có còn cái tự suy nghĩ nào cả. Cái hành trình từ Sài Gòn mà em đi về quê em mất khoảng 6-7 tiếng đồng hồ. Em nằm, anh thấy có những lúc em gục trên cái thùng xốp, trên cái hình hài của bé. Trong suốt cái hành trình đó em suy nghĩ điều gì trong đầu em? Suy nghĩ mau ẵm con về nhà thôi, chứ không, nói chung là chỉ suy nghĩ trong đầu từ ngày hôm qua là muốn ẵm con về thôi, chứ không có suy nghĩ gì khác rồi, ẵm con đi. Suy nghĩ là muốn là cho con về càng sớm càng tốt. Dạ. Lúc về thì mình đã an táng bé bằng cách nào? Tại vì thì có người nhà la sẵn cái quách để cho mình, thì bà cô bên trại hờ mà cho ba quách hết. Tại vì vừa về lại bỏ vô lại đi chôn liền. Có thầy tụng hay là? Dạ không. Tại vì nó còn sơ sinh, ở trong bụng mẹ là không có thầy. Hôm qua khi mà vào cái phòng lạnh á, em gặp lại bé, em có nán lại để nhìn bé thêm một giây phút nào nhiều? Dạ có. Có. Trước khi để vào trong thùng xốp? Dạ đúng rồi. Hôm nay thì nhận tin là vợ xuất viện sớm và được về sớm, thì dự tính là hai vợ chồng sẽ về nghỉ ngơi và thắp nhang cho bé. Dạ, với lại xây mẹ cho em. Xây mẹ cho em. Thì cũng chia sẻ với mọi người là dự tính là cho hai vợ chồng đi xe cứu thương miễn phí về nữa. Nhưng mà bây giờ thì xe nó đang đi làm đám, hỗ trợ một số đám ở miền Tây á, cho nên là xe đã hết rồi. Anh sẽ hỗ trợ cho hai vợ chồng một cái phần nhỏ chi phí để đón xe đò về. Thì mua cái xe giường nằm khoang rộng á, 22 giường á, nằm cho vợ cho nó thoải mái. Nha. Thì nếu anh đặt được thì anh đặt giùm cho em một miếng ăn luôn. Cả hai vợ chồng em đi về. Nếu ở em đây là nếu lẻ cái, không biết cái gì hết, cũng nhờ tụi anh. Vậy để anh liên hệ nhà xe anh hỏi chứ. Dạ. Trước hết thì anh có những cái khoản tiền như thế này nè, anh xin được anh Chánh Tâm á, bên Úc á, là 2 triệu để hai vợ chồng đón taxi rồi đón xe đò về nè. Dạ. Rồi có một cô tên là Phương Lê, Phương Lê Phong, ở địa chỉ là 320C1 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, hỗ trợ cho 300 ngàn. Dạ. Thì hy vọng rằng là hai vợ chồng về ổn định lại cuộc sống nha. Dạ, thì trước mắt em cũng cảm ơn anh chị và cô chú Mạnh Thường Quân để giúp đỡ em, vợ chồng em thăm suốt quá trình mà giờ em buồn càng để vượt qua được cái nỗi đau mình mất con. Vợ thì bình ổn đi về quê lại, thì lần nữa em cũng xin chân thành cảm ơn và cảm ơn hai anh Bụi để luôn đồng hành và giúp đỡ vợ chồng em trong quá trình này. Thì giờ em không có biết nói gì hơn, thì cũng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Thường thường người ta sau khi sanh người ta sẽ ở trong phòng kín suốt ít nhất là 3 tháng cử, nhưng mà thôi thì do điều kiện mình vậy á, em về em kỹ một tí nha.
Tại vì sau khi sinh là phải ở trong trong giữ giữ ấm cơ thể suốt 3 tháng nha. Rồi hai vợ chồng anh sẽ liên hệ nhà xe cho. Dạ. Bây giờ thì Hồng cùng với chồng với con sẽ đi ra bên xe và trở về quê. Hôm nay thì coi như là câu chuyện của hai vợ chồng cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã quan tâm và chia sẻ câu chuyện rất là nhiều. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe ạ. Và đây là cổng bệnh viện Từ Dũ nha mọi người, nơi bệnh viện phụ sản lớn nhất ở miền Nam.